bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua acc nhá. Còn các bạn muốn mua acc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn, và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhá. Vô. Số 2 ơi, bạn ăn gì mà mê gái quá vậy? Sao trận nào bạn cũng đòi có con gái hết vậy bạn? Mình chỉ thích con gái xinh thôi bạn ạ. Bạn có xinh không? Vãi, bạn mê gái vãi. Mình cũng là con gái này bạn. Mình là con trai, mình mê mê thôi. Mình số 3, số 4 có ai là con gái kìa? Mình là ngoại hình là con trai nhưng mà tâm hồn con gái được không bạn? Ngon. Ngon xuống không? Rồi, số 2 xuống rồi. Hai tay hai em luôn. Ừ, hai đi em luôn. Được không bạn? Hai em này mình xin từ chối nhận. Kìa, bạn thèm gái mà, ức kìa. Đến lúc gái đập vào mặt thì lại không được. Yêu mình không bạn đâu. Kìa. Mình chỉ thích gái xinh thôi. Yeah, yêu mình không bạn ơi. Người ta xinh. Mình cũng gái xinh rồi bạn. Người ta xinh. Mình vừa đi bên Thái về. Điện nước đầy đủ luôn, không lo chết đói nha. Bạn số 1 ở đâu á? Bạn số 1 ở đâu ấy? À mình hả? Mình ở cái khu gái xấu bạn ơi, đừng có hỏi tới mình. Thấy mình chưa? Ở cái khu vực bạn gái xấu sống thôi. Thấy chưa? Phản đam chưa? Nhưng mà bạn xinh nhất trong những đứa xấu là được, cũng được, cũng tạm vẫn được. Xấu nha, bạn xinh nhất trong những đứa xấu, bạn nói cái gì vậy? Là vẫn là gái xấu. Bạn xếp hạng mình vô cái bạn. Trời ơi, tệ mình... thật. Trời ơi. Phải tôi là tôi đấm mồm rồi đấy. Phải tôi là tôi AFK liền. Hay bắt bẻ quá. Phải tôi không trả lời luôn. Đúng rồi còn gì, tự dưng nói người ta xấu. À, chê thế người thế ta thế. Xấu xong thế rồi là tôi còn xinh hơn những đứa xấu. Là... Tức là đỡ xấu hơn thế những đứa xấu đúng không? Tôi là thà bạn bảo tôi là xấu nhất trong những đứa xinh, tôi còn thấy chịu được. Ừ đấy. À, vậy là tôi sai đúng không? Vậy là tôi sai đúng không? Tệ thật. Ui giời ông nào giống ân ân thích đi đi. Ui. Ân ấy tia thằng nào. Trời ơi, nó lát các bạn của tôi ơi, không được rồi. Ai dạ. Chết rồi. Có ai cứu gái xấu không? Gái xấu tự lo đi. Nhan sắc thiệt thòi quá. Đúng rồi, thiệt thòi thiệt. Cái xấu, xinh xấu tầm này không quan trọng bạn. Để tôi bật mic tất cả lên. Alo, mình là gái xấu, các bạn đừng lại gần mình. Nó đâu ấy? Nó đâu ấy gái xấu? Tôi giết, tôi nóc nó rồi nhưng mà đồng đội nó nóc tôi. Gà được, cứu được không? Cứu được không? Cứu được không? Cứu được. Nè. Cứu gái xấu đi. Ra đây để cứu cho. Thôi đi, biến đi. Lo bắn cho đã, đến lúc bắn xong rồi mới quay lại cứu. Thằng gái thế này là dở rồi. Khó không ạ? Khó. Xe. Má, bây giờ con gái nó chạy lắm. Không biết bạn này có chạy không? Trời, bạn ơi xấu mà còn chẳng nữa, ai yêu bạn. Ở đâu á ông ơi? Không biết. Đâu á? Ở đâu? Bên. Cứu được phải không? Để tôi đi cứu cho, bắn đi. Hay quá được. Cứu đi. Cứu đi, đâu rồi? Khoan từ, để tôi kiếm bạn đó cũng là một vấn đề. Đây, tôi cứu được rồi. Việc gì cũng phải đến tay tôi, thấy không? Thì ai là người tốt nhất chưa bạn? Cái số 4 nóc mày chạy ra chỗ nào làm gì á, số 4. Mày em đi. Tao đang đi đụng vòng cho nó an toàn thôi chứ không phải tao lạc đâu. À, số 4 cứu rồi hả?
Tệ thật. Số 4 có máu chưa? Tôi cho máu nè. Vậy số 4 số 4 nợ một ân tình rồi đấy. Khéo rồi, nó bảo đã xấu rồi. Bắn gì vậy? Bắn gì vậy? Ê, nó nhảy, nó mới nhảy á, nó mới nhảy á. Nó mới nhảy mà nó bắn tao đau quá gì. Máu nó quên máu đi vui. Số 4 chết nữa kìa. Đủ rồi. Từ từ ông. Rồi nó rồi, nó rồi. 2 ông ơi. Cứu số 4 kìa. Đi cứu cho. Số 4 người ta cứu rồi, khổ lắm cơ. Mình cứu rồi, mình cứu rồi mà. Nữa hả, sao giặt hoài vậy? Số 4 có máu chưa? Cho máu nè, có máu chưa? Có cái tơ nhịn không nhờ? Có. Lại có thằng nữa. Để tôi. Ba thằng nhông ơi. Ba. Ây da, ây da, ây da, ây da. Trời ơi. Em mới có là nghe thôi chứ sao. Người ta cứ nghe. Bay vãi. Tôi là nó gẹt kìa. Còn nữa không ơi? Nó ở đâu rồi? Ở trên này. Trên này là tầng tầng mấy? Tầng 2. Ở giữa. Ngó đây, ngó. Lừa. Trời ơi, má bọn nó nhảy xuống sau kìa. Cứu được không? Cứu tay cái số 3, cứu được. Ê, nhảy ở đâu bây giờ, nhảy chỗ bò xuống dưới, bò xuống dưới. Mèo ơi, nhảy đâu mèo? Chịu rồi. Mèo hả? Nhảy đâu hả? Rồi, thì mình còn nguyên rồi. Để nó giết hết ạ. Đồ. Kiếm đi. Đồ. Hỏi khó mấy. Ông hỏi vậy sao tôi biết. Ủa số 4 ơi, tại sao vậy? Tôi chưa cứu bạn lần nào. Ủa số 4 chết luôn rồi. Giận rồi. Cứu không lo cứu. Toàn thấy gì người ta không? Tao đang lút đồ. Đéo giải thích. Không giải thích bạn ơi. Phải đâu, nãy người ta nói người ta gái đẹp, cái mày không chịu người ta đó, mày từ chối nhận, người ta giận đó. Ừ cũng. Để mày gái rồi còn gái xinh. Nó đu qua bên kia. Sinh mới mê chứ không sinh mê sinh mỗi trời. Đấy là cảm xúc thật người ta. Tao mà nói dối người ta, tao mới là người có lỗi, mày hiểu không? Không. Ờ, số 1 sinh năm bao nhiêu á? Ai à? Ai hỏi à? Số 2 hỏi. Tao không thích trả lời. Không trả lời hả? Lìa. Trời. Hai ông ơi. Mấy thằng nhóc dạ. Dầm ba mấy thằng hai, nhóc. Hai. Không tính tiền nha. Bó thế bùi, bó thế không phải người đâu, bắn đi. Tao biết rồi, mày khỏi cần la lên nè. Tao bắn boss mày cũng la lên cho tao biết hết á. Mày không nói đâu, có ai nói gì đâu. Ông thấy cái ông thấy số 1 giống ghê không? Ừ, bình thường mà. Bình thường hả? Trời. Đúng vậy. Tôi thấy nó giống ghê. Tôi thấy nó giống ghê. Giống gì? Nói một câu cãi 10 câu. Sợ thật. Thôi thế được rồi. Thế được rồi á. Thế được rồi là ý gì nhỉ? Thế được rồi là sao? Cái câu này khó hiểu lắm nha. Câu này nó nhiều ý á. Thì bạn bảo là nó nói một câu cãi 10 câu thì thế được rồi. Chứ muốn như nào nữa, hay là muốn nó chửi cho nói một câu, nó chửi cho một câu. Đúng không? Ừ, 10 câu là đủ rồi, chừng nào 20 câu mới không có được. À thế à. Nó tốt thế còn gì nữa. Tốt là không có tốt đâu. Sao hết hồn hết đi. Không biết nó tốt. Cái gì trời. Sao mọi người ở đâu ấy? Không, thì cứ xinh gái là tốt rồi đúng không? Cứ xinh gái là tốt rồi.
Nãy bảo gái xấu mà. Xin chỗ nào? Đúng rồi. Xin không, chỗ ý ý nào? tôi ý tôi là bảo vậy, ý tôi bảo vậy chứ có nó có xinh đâu. Tôi đã bảo nó xinh đâu. Là như nào? Ý tôi là cứ cứ xinh là cứ người xinh là tốt rồi. À, xong tốt. Cái tao xấu, cái suy ra là tao không tốt. Đúng rồi, còn gì đấy. Đúng ý đó rồi. Đúng rồi đấy. Đúng ý tao đấy, đúng. Không ừ, sai được. Nghe dỗi nhỉ, phải tôi nghỉ game rồi, tôi đấm vào mồm. Tí mình kích nó ra đi, mình nhóm trưởng mà. Phải mình cho mình nghỉ chơi nó rồi đấy bạn. Thế à? Điện mà, tí nó đã bảo lóc gì đó. Cái xinh thì nó bảo trời ơi đanh đá đáng yêu quá, cái xấu nó bảo hung dữ. Con này đã à? Con này đã xấu là có biết điều nữa chứ. Cái con số 1 thì mới đã xấu là còn biết điều nữa. Ai chú trời, chê người ta. Mày khen tao dữ chưa? Khen tao biết điều mà chê tao xấu. Chấp nhận hả? Sự thật. Người ta tổn thương mà lắm rồi đấy. Đừng có trêu người ta nữa. Điền quá, tôi nói vậy thôi chứ tí ông tự ra ông nhận xét à? Ông nhìn hình ông nhận xét à? Tôi nói là một chiều thôi. Tí ông ra nhìn hình thì ông nhận xét xinh hay xấu. Thế á? Nhìn hình nhận xinh hay xấu à? Tại vì mỗi người một con mắt mà đúng không? Thế số 1 có người yêu chưa? Tôi chưa có, mà tôi gặp hai ông xong tôi cũng không có định có đâu. Thế số 1 người ở đâu ấy? Tôi ở Hà Nội, tôi ghé Hà Nội. Đi lên xe bạn. Thì thực ra thì con người có người tốt người xấu bạn. Đôi khi bạn gặp hai bọn tôi nó rồ rồ thế chứ biết đâu mai mốt bạn gặp một thằng nó kiểu đẹp trai, đáng yêu, còn dễ thương. Còn rồ hơn hai tao. Điền ai nói thế? Tính ra hai bạn cũng thật thà, xấu bảo xấu, còn có mấy thằng nó chả bảo. Đúng rồi. Nó bảo xinh đúng không? Nó bảo thằng... em ăn nhiều chút cũng được, mập chút cũng dễ thương. Nhưng mà chỉ có điều là anh yêu con khác thôi. Này là bạn bị người yêu bỏ vì bạn mập đúng không? Đúng rồi, mình có xấu nữa. Tập xấu nữa. Tổn thương sâu sắc. Ê, Thính này. Mắc cười quá. Đấy, Thính đi. Quay lại Thính đi. Mày có cần cười như vậy không? Mày cười muốn cả dòng họ mày lên cười chung luôn hay gì á? Số 1 tôi gửi lại kết bạn nó. Tôi gửi bài kết bạn nó từ trận trước mà bây giờ nó không kết bạn với tôi. Ai bảo ông nhây gì? Tôi lấy đồ. Tôi lấy đồ nó cái. Tán người ta má mà cứ chê người này. Ta xấu thì làm sao mà ấy được. Khó, tán khó. Tán khó. Ôi, người ta có vết người ta có vết thương lòng là bị người yêu đá vì xấu với mập rồi. Bây giờ ông cứ chê người ta xấu cái kia người ta làm sao thích ông được. Thế bây giờ ông có lên không? Lên kiểu gì ông ơi? Quái còn nồi chui xuống dưới kia. Đây, đây đây đây, chui chui lên xe này. Chui lên xe này. Bể con lân rồi. Bể sao được. Không yếu rồi. Knock 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 mà knock. Mình yếu hơn. Knock rồi, knock rồi, knock rồi. Kìa. Ui đông thế. Tốt bụng quá. Lên lên. Kìa. Đây già. Chị ơi trời. Ủa thằng đó nó bắn dở quá vậy. Chạy đi, chạy đi. Lúc ấy bị kẹt. Mua bị kẹt. Bắn nó bu. Lép rồi mà. Nấp đi, nấp đi, nấp đi, nấp đi. Nó nhảy xuống chưa? Cái cà phu vui vẻ, vui vẻ. Kìa, bắn gì đây? Sao một thằng nó giết hết vậy? Cơm cho bu. Mấy cái đứa nó muốn đi chơi sớm á, cái nó cố tình làm vậy á. Chứ bạn đừng có bất ngờ mấy thằng này nó đánh giải không á, nó cố tình á bạn ơi. Giải gì? Nó làm như tôi không biết kìa.
tối ngày nó chơi game kiếm tiền luôn á, mà nó đánh với kiểu đó, mắng kiểu đó đó. Tới giờ nó đi ăn rồi nó dậy á. Nó ở đâu rồi? Chắc chồng đấy má. Lên. Nó ở đâu à? Khu trái tim à? Nó ở trong cái nhà tôi đang ở luôn á. Nhà số 1 á. Thằng này á? Ừ. Thằng bộ đồ dạng khè đó đó mà nó giết hết ba người. Bộ đồ dạng khè này giết hết ba người luôn á. Ừ. Ông ơi, nó đi đâu rồi? Nó đi tắm rửa chuẩn bị đi ăn với mày rồi. Bu đi không? Không. Chưa xuống hả? Kìa nó kìa. Ui da. Wow. Trời đất ơi. Mấy cái thằng nhóc này. Ma ơi, buồn quá, chết sớm quá. Thế là mình tự sát cho mọi người vào chơi nhá. Thôi thôi ông bắn đi. Ông bắn đi. Không bắn đi, mấy thằng này nó ba khơi lắm. Giờ đi ăn tới nơi rồi. Thì cứ vào thêm được tí nào hay tí đấy. Mẹ còn bùa ấy, toàn nghĩ xấu nghe buồn được. Thôi chắc tí tôi không ăn được quá, ra quán ăn tôi ngồi im. Thôi áo đi. Mày đừng xạo ra. Áo đi ra áo quán đi. Ăn mày ngắm gái. Áo ra làm thôi làm à, thêm vài vụ xong. Thôi được, thôi, ông ném bơm mày chết con chó đó. Thế thì áo nhá. Đừng. Ô, không đừng, ông ơi ông bắn đi. Sao? Ô, ông bắn đi, ông bắn đi, tôi đi bây giờ rồi. Đó. Bắn đi. Cố lên. Tí nữa bu nó có người anh công an đang tán nó rủ vô bắn chung cho vui. Thế á? Mày im đi, công an bắt mày vậy. Ừ, có thằng kia công an mẹ tán ghê lắm. À, thế là bạn ghen tị với nó đúng không? Đâu, tôi nào dám đâu ông ơi. Ui giời. Tôi là kiểu ngọn cỏ ven đường làm sao với được sao mây với ông ơi. Sao với được mây. Sợ lắm. Nghe bắt đầu tổn thương rồi đấy. Có sự tổn thương không hề nhẹ. Có gan chê tao xấu mà không có gan để cho người khác tán tao là sao? Ừ, không, tại vì thích bà ấy, thế nên là nên không muốn để người khác tán bà. Bà hiểu không? Không hiểu. Trời ơi, hay gì? Trời ơi, sao mà đỉnh như vậy? Tại sao hay... chuyện này có thể xảy ra? Hay da dẻo quá. Thằng nào bắn đấy nhở? Ai gây gì? Hả? Bên phía nhà, thằng này nó đang ngắm ca bên nhà. Bên nhà. Nó đứng ở nhà vệ sinh ấy, nó vừa đi rồi. Đổ một cái tiếng đạn á, thằng này nó ngã rồi mà tiếng đạn nó vẫn còn nghe. Bắn vậy mà đòi tự sát thật là uổng phí tinh hoa đất trời. Thực ra nói, bắt đầu nói xa lơ xa lắc rồi đó, bắt đầu nói đụng nó nhảm rồi đó. Cái đéo gì tinh hoa đất trời đéo gì ở đây. Đúng mà. Đúng cái đéo gì.
đi qua anh đéo gì đến tinh hoa đất trời gì ở đấy. Ý là tạo hóa tạo ra bạn đó bắn hay như vậy mà mình nghĩ sớm mà mình uống phí, có thêm con chó nó chạy theo thì là ý bạn như nào? Bạn đang chửi tôi, bạn khen tôi rồi. Đang chửi bạn đó. Úi trời, bạn lại còn hỏi lại, nó đang chửi bạn đấy. Tao chửi chỗ nào mày dịch ra cho tao coi. Tệ tao thật. Không thích nói đây. Thiết gì? Bà sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh 2003. Cái gì, hai đứa hay là ba? Sao ạ? Hay là ba thì năm nay mới học đại học hay là như nào? Ừ. À, năm nay năm gần qua năm 2 đúng không? Đúng rồi. Sao nhìn ảnh nhìn già thế? Dạ. Mình cứ nghĩ là chín mấy à? Bán tiếp đi. Dạ. Xin lỗi, không trẻ thật. Không nghĩ là trẻ vậy. Thôi. Sao? Trái tim của em rất đau. Chỉ muốn buông tỉnh ta ở đây. Trời ơi, cái bài này nghe mắt, nghe miết luôn á. Thì có người hay hát cho tôi nghe mà. Ai hát cho bạn nghe vậy? Bọn bạn gái bạn không? Bạn đoán thử xem. Bạn trai bạn hả? Bạn thông minh đấy. Ủa thiệt hả? Là bạn quen con trai thiệt hả? Bạn đoán thử xem. Thiệt không? Không, bạn, tôi không biết. Bạn nhưng mà tôi, này, tôi nhiều bạn... bạn thân như vậy lắm. À thế à? Bạn thân của bạn à, cũng, ừ. Cũng yêu bạn, bạn à? Tôi... Không phải. Bạn thân của tôi toàn là thích con trai ấy. À. Dễ thương quá. À, dễ thương nhưng mà lại đi thích con trai đúng không? Không, ý là hai đứa con trai nó thích nhau. Tôi thấy dễ thương. Tôi còn giúp nó cua thằng chạy thẳng kia nữa. Thế à? Ủa, bắn bằng điện thoại sao di chuyển được nhanh vậy? Điện thoại thì cũng nhanh được mà, bình thường mà. Là cái tay phải di liên tục vậy hả? Đúng rồi. Người ở ngoài già ở trong non nớt như mình sao hiểu được. Chơi hay thiệt. Nhưng mà chơi điện thoại mình tưởng chậm chứ. Ú. Dễ như bắn bót luôn. Thì nó cũng như con bót mà nó có. Mark the location. Bắt con nồi ngoài tường à? Núp ở đâu đây? Sợ vậy. Lợn này. Ủa, tôi tưởng người ta chỉ kêu người yêu là con lợn thôi chứ. Bạn kêu kẻ thù là con lợn luôn hả? Chỉ được gọi người yêu là con lợn đấy hả? Ừ. Sao bạn biết hay vậy? Hả? Tại bị gọi hoài à. À, thế là người yêu bạn gọi bạn là con lợn. Ừ. Thích thật đấy. Thích thật. Thích thế nhở? Tôi suốt ngày đi dỗ mệt.
Suốt ngày giận 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 hoài. Dỗ nhiều cũng mệt nhỉ. Tôi không dám nói đâu, ông Hùng có nghe lắm. Không dám nói mệt, không dám than. Có lấy xe không mà hả? Đúng rồi. Chết rồi. Ơ, nhưng màn hình tôi bị làm sao đây? Màn hình tôi bị làm sao ấy? Bị gì? Không biết, bị gì ấy. Bị gì trời? Tôi thấy bình thường mà. Tôi bị làm sao nhỉ? Cái này bắn kiểu gì? Kiểu bị lỗi ấy bạn. Sao còn nhiều người vậy? Nó bắn nhau ở đâu à? Ui, đủ thời gian lấy ốp không nhỉ? Ui chết rồi, không kịp thời gian lấy ốp rồi. Bao nhanh vậy? Ui, tầm này đủ đạn bắn không ta? Chết tôi rồi. Vứt M4 lấy ốp ạ. Ngu thế nhở? Thế đạn luôn rồi. Không ở đâu á. Sao ông không vòng lên ông bắn tôi nó? Ủa tôi tưởng đụng xe tụi nó là tụi nó chết chứ. Đúng rồi, đụng xe thì chết nhưng mà